Thưa quý vị, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, cùng các đại biểu Đinh Vui, Trần Tuấn Lợi, Nguyễn Thị Anh Thảo, thuộc tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 12 tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Khuê Trung. Tại buổi tiếp xúc, sau khi ngài Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trình bày những nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ bảy sắp tới, các cử tri phường Khuê Trung đã đề cập đến nhiều vấn đề nóng như quản lý các khu đất trống, bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trong khu dân cư, quản lý cây xanh theo phân cấp, bất cập trong quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè. Cử tri cũng kiến nghị thành phố nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng trường cấp 3 Hòa Vang vốn đã kéo dài quá lâu đề nghị thành phố tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong việc cấp sổ đỏ và thủ tục tạm trú cho người dân, xây dựng thêm nhà sinh hoạt cộng đồng. Cử tri cũng cho rằng cần xử lý nghiêm các vụ đại án và công khai kết quả để đem lại niềm tin cho nhân dân, không nên đưa môn lịch sử là môn học tự chọn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết cảm ơn cử tri đã thẳng thắn góp ý và xin tiếp thu đầy đủ các đề xuất, kiến nghị của cử tri, đồng thời trả lời giải trình cụ thể một số vấn đề mà cử tri quan tâm bức xúc. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cho biết, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tập hợp đầy đủ các ý kiến của cử tri trong đợt tiếp xúc lần này và phân loại các ý kiến gửi các cơ quan liên quan để giải quyết. Riêng những vấn đề liên quan đến quận phường, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị chính quyền quận phường có trách nhiệm giải quyết và báo cáo kết quả xử lý với cử tri. Thưa quý vị, sáng nay Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá xếp hạng cải cách hành chính bằng thư lưu trữ của các sở ngành quận huyện năm 2021. Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị. Năm 2021, việc triển khai đánh giá xếp hạng cải cách hành chính tiếp tục được điều chỉnh phù hợp về nội dung và phương thức đánh giá. Bộ chỉ số đánh giá hướng đến nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng các đề án liên thông, liên kết trong giải quyết thủ tục hành chính, đề cao việc triển khai các văn bản đã ban hành vào thực tiễn. Qua triển khai đánh giá kết hợp sử dụng phần mềm song song với quá trình kiểm tra thực tế, thì kết quả xếp hạng cải cách hành chính ở khối 5 cơ quan trung ương thì có hai đơn vị xuất sắc là cục hải quan và công an thành phố, hai cơ quan ở nhóm tốt và một cơ quan nhóm trung bình khá. Đối với nhóm sở ban ngành có 4 đơn vị xuất sắc là Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch và Sở Tư pháp. Có 12 đơn vị xếp hạng tốt và 5 đơn vị hạng khá. Đối với khối quận huyện thì Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê là địa phương được xếp hạng xuất sắc, các quận Ngũ Anh Sơn, Liên Chiểu và Hà Châu ở nhóm tốt, trong khi đó các quận còn lại thuộc nhóm khá. Về công tác ban thư lưu trữ thì khối sự hành có 6 đơn vị xuất sắc, 12 đơn vị trung bình và một đơn vị chưa đạt. Ở khối đơn vị trung ương có một đơn vị đạt xuất sắc, khối quận huyện thì quận Hải Châu và huyện Hòa Vang xếp loại tốt.